Tôi là một đứa đang thịnh tiến dần tới con số 30 và nhiều lần đi xem tarot để tìm lời giải đáp cho thắc mắc muôn thuở của những đứa ế, khi nào thì có bồ. Ba má tôi thì chưa bao giờ giục tôi lấy chồng, nhưng mà cũng không khỏi băn khoăn liệu là cái đứa con gái duy nhất của mình có đang yêu đương nam nhân nào hay không. Mỗi khi gọi điện, ba tôi đều hỏi, hỏi kiểu hỏi khéo, dạo này có gì mới không con? Hi hi. Còn má tôi thì tinh thấy hơn một xíu. Ví dụ như là hôm thất tịch, má tôi nhắn tin nhắc nhở, con ơi, nhớ ra chợ mua đậu đỏ về nấu ăn nhé. Hôm nay mà ăn đậu đỏ là may mắn lắm đấy. Ok, may mắn về cái gì thì má tôi không có nói, nhưng mà tôi có thể tự hiểu. Bạn tôi nói là nhân duyên của tôi tốt, vì tôi hay được đồng nghiệp, người quen giới thiệu gặp gỡ. Có điều là những người mà tôi được giới thiệu để xem mắt ấy, thì lại luôn đẩy tôi vào những tình huống chớ trêu, bi hài kịch cực kỳ luôn. Câu chuyện xem mắt thứ nhất. Anh chàng tôi gặp là bạn của chồng bạn tôi. Ảnh là công an giao thông và đang công tác ở một tỉnh khác. Ngày đầu tiên gặp mặt, trời đổ mưa, tôi cũng định hoãn, nhưng mà bạn tôi nói là ảnh đã mất công lặn lội đường xá xa xôi tới đây để gặp mày, thì thôi chịu khó đi đi. Tôi cũng mủi lòng liền, người ta dù sao thì cũng nhiệt tình mà. Ngày hôm đó, buổi hẹn có 4 người, gồm vợ chồng của bạn tôi và anh ý. Tôi là người tới sau, anh ý nhìn tôi với vẻ mặt lạnh như tiền. Nếu như mà có thước đo độ ấy, thì tôi nghĩ góc mặt của anh ý đang ở trạng thái 45 độ với mực nước biển. Sau khi tôi vừa đặt mông xuống thì anh ấy hỏi ngày tháng năm sinh của tôi. Tiếp đó thì anh lấy số điện thoại lên mạng tra thông tin về tuổi của tôi, nói nôm na là xem bói online. Kế đến là những câu hỏi mà tôi chưa từng tưởng tượng ra. Và lạ thay là tôi ngồi yên vị ngay trước mặt anh, nhưng mà anh lại không thèm hỏi trực tiếp, mà đọc vanh vách mấy dòng thông tin trên mạng và áp luôn những thứ đó lên người tôi. Anh hỏi tôi, ngày trước đi học ấy, em có từng làm cán bộ lớp không? Dạ có, em từng làm lớp phó học tập. Vậy em đã làm gì để đưa phong trào học tập của lớp đi lên? What? Thời gian này tôi đã ra trường và đi làm được một thời gian rồi. Anh ý thì khỏi nói, anh ý hơn tôi 7 tuổi. Thực sự là sau khi nghe xong câu đấy tôi đã đứng hình rất lâu, chứ không phải là 5 giây đâu. Em có tham gia hoạt động ngoại khóa hay tập thể nào không? Dạ có, em cũng đi tình nguyện này kia. Anh lắc đầu, không, anh nghĩ chắc chắn là em không rồi. What? Lần thứ hai, chắc là tại trên mạng nói tính cách con người tôi không phải như vậy. Tôi cố gắng ngồi thêm một lúc nữa vì phép lịch sự. Xong rồi thấy không ổn trong người, nên tôi xin phép về trước. Và lúc này thì anh ấy nói, ok, em về đi. Và quay sang nói với vợ chồng bạn tôi, mình cứ ngồi đây thêm một lúc nữa đi. Và rồi tôi lủi thủi đi về một mình. Sấm chớp đùng đùng, mưa rơi rả rích. Vốn dĩ đã là dự đoán trước của một sự mịt mù của ngày hôm đó, vậy mà tôi lại không nghe. Sầu não ghê cơ. Câu chuyện xem mắt thứ hai. Anh ý là họ hàng của bạn tôi. Lần đầu gặp mặt thì bạn tôi có đi cùng, nên cũng ok, không có đặc biệt gì lắm. Sau đó thì anh ý có hẹn tôi một buổi cà phê thứ hai, chỉ có 2 người. Chúng tôi cũng nói nhiều chuyện, chủ đề về sở thích, về chuyện du lịch này nọ. Có điều lần này nói tới cái gì, anh ấy cũng auto thêm cái tác giá của sự vật, sự việc, hiện tượng đó, mặc dù tôi không có hỏi. Giống như anh ấy đang bị ám ảnh về những con số vậy. Lúc ra về, tôi nói anh ý là để em thanh toán cho, thì anh ý không nói gì và đi thẳng ra bãi gửi xe luôn. Đây mới là buổi thứ hai thôi mà, tôi có thực dụng quá không nhỉ? Thật ra thì tôi cũng hy vọng là anh ấy sẽ nói thêm câu gì đó. Những ngày tiếp theo, anh ấy nhắn tin cho tôi qua SMS. Hồi đó mọi người vẫn xài SMS nhiều, chứ không phải như bây giờ. Anh ấy nhắn được 2 tin thì bảo là em có online không? Mình lên Facebook nói chuyện cho nó tiết kiệm đi. Và đương nhiên, tôi cũng nghe theo lời anh ấy. Nhưng cơ bản tôi thực sự thấy sao sao ấy. Và cuối cùng thì thôi, chuyện chúng mình cũng tạch. Sầu lần thứ hai. Chuyện xem mắt thứ ba. Bạn ấy bằng tuổi tôi.
Ban đầu thì chúng tôi gặp mặt cũng là đi chung với hai người bạn khác. Đến buổi thứ hai thì bạn ý đón tôi đi riêng, dự định là sẽ là đi ăn. Và câu chuyện diễn ra như sau. Tôi, mình đi ăn món một nhé. Tôi không nhớ là món gì, cơ mà cụ thể thì nó là một món ăn. Bạn ý, chỗ đó hơi xa, hay là ăn món khác đi. Tôi, vậy thì mình ăn món hai nhé. Bạn ý hơi do dự một chút. Tôi, hay là món ba đi. Bạn ý vẫn do dự. Tôi, vậy cậu muốn ăn món gì nào? Bạn ý, thôi, ăn món một cũng được. Ok, sao mình cứ thấy ngược ngược thế nhỉ? Trên mạng hay kể ngược lại mà. Sau lần đó thì chúng tôi còn gặp nhau thêm được một hai buổi nữa. Và câu chuyện liên tục diễn ra với những idea mà tôi không lường trước được. Bạn ý, cậu tự tin nhỉ? Tôi, ủa, tức là sao? Cậu không để mái à? What? Ý là hắn chê chán tôi bướng đấy các bạn ạ. Và tôi thì không nhìn thấy đây là một câu nói đùa từ thái độ của bạn ấy. Tổn thương ghê gớm luôn ạ. Buổi nói chuyện diễn ra thêm một lúc nữa và tôi thấy là chúng tôi không có hợp nhau. Tôi cũng xấu tính lắm. Đến lúc mà tôi cảm thấy không thoải mái với đối phương, thường thì tôi sẽ xóa luôn. Ý là sẽ thẳng thắn tranh luận về những vấn đề mà bạn ý nói, không còn giữ ý nữa. Tôi cũng biết tôi xấu tính mà, nhưng mà thực sự là xấu lần thứ ba. Những câu chuyện bi hài của tôi còn nhiều lắm, nhưng mà tôi cũng không nhớ hết. Và có một số câu chuyện thì cũng không tiện kể. Bạn tôi nói người yêu là cái duyên, cái nợ. Tại kiếp trước chắc mày sống phẳng quá, không nợ ai nên là thế đấy. Ok fine, từ ngày hôm nay tôi nghĩ là mình nên cố gắng làm chủ nợ hoặc là con nợ để thay đổi vận mệnh thôi. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spadroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.